Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả những người anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhé. Các anh em có hỏi mình là tại sao mà anh Sĩ Kẹo không làm video tặng app cho fan đi? Thì ngày hôm nay, Kẹo đã nạp vào cái shop nick Liên Quân 247.com, ở đây đó là 500.000 anh em ạ. Tất nhiên là với cái số tiền này thì Kẹo sẽ mua app để tặng cho anh em chơi rồi. Và cái shop này của chúng ta này thì nó sẽ có bán 3 loại app. Đó là Arc Free Fire này, Arc Liên Quân này, ngoài ra thì có cả Arc Liên Minh nữa nha mọi người. Bây giờ Kẹo sẽ vào thử vận may Free Fire 50k nhé các bạn. Ok, thử may thì các bạn sẽ phải chấp nhận hên xui, tức là anh em có thể trúng cái Arc vào được, hoặc là có thể trúng những cái Arc không vào được. Cái này là nó là hên xui thôi anh em ơi. Và theo như mình được biết thì cái tỷ lệ mà anh em trúng được Arc đó là 60% nha các bạn. Đấy, thì nếu như mà các bạn muốn thử vận may thì hãy vào đây nhá. Ok, mỗi lần thử vận may anh em sẽ mất đó là 50k nha các bạn ơi. Ở đây thì đang có rất là nhiều những cái app để cho anh em thử vận may, xem là anh em có trúng hay không đây. Đó, vô cùng là nhiều và tất cả những cái app này nó đều là những cái app ngẫu nhiên nha các bạn ơi. Tức là anh em có thể trúng hoặc là có thể không. Ok, mua đại tài khoản đó là 30009 này. Bây giờ thì Kẹo đã mua thành công rồi nha các bạn ơi. Và bây giờ Kẹo sẽ mua thêm một cái app nữa để tặng cho anh em nhé. Đây, thử may, chấp nhận hay xui. Nào anh em ơi, mình sẽ lựa chọn một cái app bất kỳ đi. Ở đây thì nó sẽ có tài khoản đó là 30004 này. Và mình sẽ mua luôn nha anh em. Ok, đã mua thành công. Ok anh em ơi, như vậy Kẹo đã mua xong rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lựa một cái app trắng thông tin tầm khoảng là 400k để tặng cho anh em. Đơn giản là bởi vì là trong tài khoản của Kẹo đang còn 400k nữa. Đấy, mình sẽ mua thêm một cái app nữa. Sau đó thì mình sẽ vào cái lịch sử giao dịch và mình sẽ xem những cái arc mình đã mua được nha mọi người. Ở đây thì ở cái mục mua arc này thì anh em sẽ mất tiền và anh em sẽ có luôn arc nhá. Chứ còn là nó lại không giống như thử vận may kia, bởi vì là thử vận may thì anh em sẽ phải chấp nhận hên xui này. Còn ở đây thì giá những cái arc nó khá là rẻ thôi. Ở đây thì có cả arc 120k cơ. Anh em mua 100% là anh em sẽ có arc trên luôn này. Đấy, để coi nào anh em ơi. Mình sẽ lựa một cái nick ngon ngon một xíu để mua tặng cho mọi người nhá. Để mình lựa một cái arc 400k coi. Đây, mình sẽ mua cái tài khoản đó là 29829 này. Ok, như vậy là đã mua thành công một cái arc 400k nha các bạn ơi. Để dọc cái điện thoại thì nó lại hơi bị khó xem, nên là Kẹo vừa xoay ngang cái điện thoại nha mọi người. Ở đây hai cái arc phía trên đó là arc này 3009 này với lại arc 3004. Thì đây nó là hai cái arc thử vận may 50k nha các bạn ơi. Bên dưới thì nó sẽ là cái mua tài khoản Free Fire. Thì đây sẽ là cái arc 400k nhé mọi người. Và đây mọi người, bây giờ Kẹo sẽ đăng nhập vào cái nick đó là BùiLiêm7906 để xem là trong cái arc này nó sẽ có những cái gì nha mọi người. Nhập pass và chúng ta sẽ đăng nhập nào mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào tiếp tục nha anh em. Và đây anh em, như vậy Kẹo đã vào được cái arc này rồi nhé mọi người. Hiện tại thì arc này đang có đó là 4160 vàng với lại có thêm 7 kim cương nữa và đang ở rank kim cương 1 nha anh em. Đây, các bạn có thể theo dõi được đây đó là ID của cái nick này 47025 1670 anh em ạ. Đây anh em, và đây sẽ là cái hồ sơ. Cái arc này nó đã thi đấu được khoảng là 1800 trận rồi nha anh em. Và đây sẽ là về phần nhân vật nha anh em ơi. Cái arc này hiện tại thì hầu như là đã có tương đối những cái nhân vật cũ, đó là Tô Không này, Moko Carola này, Paloma này, Kla này, Maxim, Nikita, Kelly, Olivia. Bây giờ Kẹo sẽ vào tủ đồ nha anh em. Wow. À, công nhận là ở trong tủ đồ thì nó lại có quá là nhiều mũi luôn nha mọi người. Chỉ với 50k thì Kẹo lại nhận được một cái arc ngon như vậy, quá đã phải không anh em ơi. Đây là về phần kính mắt này, sẽ có rất là nhiều loại luôn nha các bạn ơi. Đấy, anh em thấy là có nhiều không ạ? Vô cùng là nhiều nón luôn, đủ mọi thể loại. Phần áo thì cũng như vậy anh em ạ, có áo xe bốc này, vậy thần Ai Cập này, rồi là vân vân và mây mây anh em ơi. Rất là nhiều nhá. Tính ra thì những cái bộ trang phục này nó thừa sức hơn 50k anh em ạ. Cái áo này theo như mình được đánh giá nó rơi vào tầm khoảng là 600-700k gì đấy anh em ơi. Nếu mà bây giờ đang tính sơ sơ là như này. Đó, ui, anh em thấy là có nhiều quần không ạ? Vô cùng là nhiều quần luôn nha anh em. Đó, anh em thấy chất chơi người rơi chưa? Ấy, bây giờ phải tính lại thì thật sự là cái arc này ấy, nó chắc chắn là phải trên 1 triệu cơ. Nhưng mà ngày hôm nay thì Kẹo lại
như kiểu là thử vận may Free Fire và rất là may mắn nhận được cái ăng này chỉ với 50k nha các bạn. Đó, set đồ có cả set đồ khủng long này, người sao hỏa này, rồi là chiến thần nữa anh em ạ. Bây giờ thì kẹo sẽ đổi qua cá nhân vật nữ và chúng ta sẽ lại tiếp tục xem tủ đồ nha anh em. Đây, chọn đại Kelly đi. Đấy, cái này thì là cái bộ trang phục bái cũng có rồi. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều những cái loại tóc cho nữ nha anh em. Lúc nãy là chúng ta xem cho nam, bây giờ lại là xem cho nữ này. Kể cả về phần mặt nạ rồi là kính mắt các thứ vẫn đang rất là nhiều nhá. Áo thì cũng vô số kể luôn anh em ơi. Đây, rất là nhiều loại áo cho anh em lựa chọn này. Wow, ngầu chưa anh em? Công nhận là rẻ nha bạn, chỉ với 50k mình nhận được ngay cả ác này thì thật sự là tuyệt vời. Và không có gì để bàn cãi nữa. Và từ từ anh em ơi, sẽ xuống phần quần này. Đó, vô cùng là nhiều quần luôn anh em ơi. Cái này thì chắc là kẹo sẽ lại kéo mỏi tay mà thôi. À đâu, quần thì chỉ có một xíu thôi. Nói chung là sẽ có những cái quần cơ bản về dành cho nữ thì cũng khá là phong phú để cho anh em có thể là mix đồ. Về phần set đồ cho nữ thì sẽ có cái set đó là set tiến hắc ám này. Lại thì có cả cái set thần quyền anh em ạ. Gói gà phục sinh thì ai cũng có rồi, kẹo không kể rồi anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ vào thử cái mục là mục trợ thủ này. Trợ thủ hiện tại thì mèo đã mắc level 6 nhá. Và sẽ có những cái động tác này. Ngoài ra thì cái ăn này đã mua được cả chó máy rồi nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ out ra ngoài và chúng ta sẽ cùng xem cái mục siêu tập nha mọi người. Đó. Wow. Nên thì nó phải gọi là vô số kể để cho anh em lựa chọn luôn. Anh em cứ lựa chọn thoải mái luôn anh em ạ. Đó, được cho mọi người. Vô cùng là nhiều nền luôn nhé. Đây, ok. Chúng ta sẽ vào mục ảnh này. Mục ảnh thì cũng có rất là nhiều để cho anh em có thể là thay đổi set làm avatar này. Ba lô thì lại là vô số kể anh em ơi. Công nhận là quá là ngon luôn. Với một cái nick mà tôi mua được 50k như này thì thật sự là tuyệt vời. Đấy, hòm sắt này cũng rất là nhiều này. À đâu, chỉ có 4 hòm sắt thôi anh em ơi. Các bạn là kẹo quen miệng. Dù thì cũng tương đối thôi. Và ván lướt thì chỉ là những cái ván lướt mình đánh giá là cơ bản nhưng mà cũng khá là chất chân người dân đấy. Vũ khí thì sẽ có đó là M451 chiến binh mùa đông này. Bên dưới sẽ là skin AK Samurai rồng này. Chất chưa anh em? Ngoài ra thì có cả MP5 Samurai rồng này. Rồi là skin đặc nhiệm vĩnh viễn này. Và đây sẽ là MP40 thần thoại Ai Cập này. Bên dưới sẽ là đao kẻ hành quyết này. Wow. Và đây sẽ là skin M249 thần thoại Ai Cập này. K98 mắt Pharaoh này. MP79 đặc nhiệm này. Với lại thì MP79 Titan. Wow, để coi nào các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó là kiếm huyết nguyền này. Và lựu đạn thì có vài quả lựu đạn để cho anh em có thể là thay đổi nha anh em. Về phương tiện thì sẽ có đó là skin xe máy Cyborg nha anh em. Và mình sẽ thử vào một hành động coi. Wow, hành động thì cũng gọi là tương đối nha em ơi. Đó, đang có khá là nhiều hành động nha. Đó, nói chung là về hành động thì nó sẽ khá là đầy đủ để cho anh em trải nghiệm. Và cái ác này thì cũng khá là ngon nên là kẹo sẽ giữ lại để chơi nhá. Và sẽ tặng cho anh em hai cái ác còn lại nha. Lúc nãy kẹo đã vào một cái ác 50k rồi nhá. Và còn một cái ác 50k còn lại sẽ dành tặng cho anh em. Đấy, anh em nào vào được thì hãy comment ngay bên dưới video nha. Bây giờ thì kẹo sẽ đăng nhập thêm cái ác đó là kẹo mua 400k để dành tặng riêng cho mọi người luôn. Nào anh em ơi, bây giờ thì mình sẽ nhập mật khẩu lại cái đã. Đó, nhập mật khẩu xong là tất nhiên là chúng ta sẽ lại đăng nhập và thử xem là trong cái ác 400k này kẹo mua nó sẽ có những cái gì nha anh em. Đây, chúng ta sẽ nhấn vào tiếp tục nha anh em. Đó, và quá trình đăng nhập sẽ bắt đầu được diễn ra. Và đây anh em ơi, đây nó sẽ là cái ác 400k mà kẹo mua được nhé. Hiện tại thì cái ác này đang có đó là 1880 vàng. Với lại thì sẽ có thêm 4 kim cương nữa nha anh em. Đây, vào quần nào anh em. ID của ác này đó là 681 này, 662827. Ác này hiện tại thì đang ở danh bạch kim 4 nha anh em. Và đây sẽ là hồ sơ lịch sử đấu này. Cái ác này thì đã chơi trên 1700 trận rồi nha mọi người. Về phần nhân vật thì hiện tại ác này chỉ có thêm 4 nhân vật đó là Tôn Ngộ Không này, Nikita, Kelly với lại Olivia nữa nha. Bây giờ thì kẹo sẽ vào cái mục tủ đồ luôn anh em ơi. Tủ đồ dành cho nữ hiện tại thì đang có đó là 5 mũ nha mọi người. Đó, có cả mũ samurai nữ nha. Ngon cho anh em tóc sai bốc nữ này. Và sẽ có thêm được một vài cái mũ nữa. Và đây sẽ là về phần mắt kính với lại mặt nạ nha anh em. Thì nó cũng tương đối là nhiều mắt kính với lại mặt nạ cho anh em lựa chọn. Đó, có cả cái băng che mắt áo lót luôn, nhìn ngầu chưa anh em. Về phần áo thì tất nhiên là sẽ có áo samurai nữ này. Ngoài ra thì còn có khá là nhiều áo nữa để cho anh em có thể là thay đổi này, thoải mái chọn lựa này. Đó, nhiều chưa anh em.
Bây giờ thì nó chỉ là một số những cái áo cùi, nên là kẹo sẽ không kể tên nha anh em. Đấy, mấy cái áo này thì trông nó lại kiểu như là xấu anh em ạ. Ok, về phần quần sẽ có quần samurai nữ này, quần xe bông này, quần đồng nhập delta này, váy sườn xám, và sẽ có thêm một vài cái quần cũng như là có cả váy nữa cho anh em trang bị này. Và bây giờ thì mình sẽ vào cái mục giày coi anh em ơi. Giày thì có khá là nhiều giày để cho anh em thoải mái tự mix đồ nhá. Đó, sẽ có một vài cái giày. Ok, set đồ cho nữ thì chỉ có mỗi cái set đồ đó là gói gà phục sinh này. Bây giờ thì kẹo sẽ lựa chọn cái nhân vật ngộ không này để chúng ta cùng vào tủ đồ coi. Đó, về nhân vật nam thì sẽ có ít mũ hơn nhân vật nữ này. Mặt nạ thì sẽ có thêm được một vài cái mặt nạ dành cho nam này. Và đây thì nó sẽ là về cái phần áo nha anh em. Sẽ có một vài cái áo chất trên người rơi, còn lại thì chỉ là những cái áo phổ thông, và hầu như là anh em nào cũng có nha mọi người nhá. Đấy, và kẹo sẽ vào cái mục quần để xem nha anh em. Sẽ có một vài cái quần cơ bản này. Đó, ngoài ra thì hết quần luôn rồi anh em ạ. Giày thì nó chỉ có một vài đôi giày thôi nha anh em. Ơ nhưng mà có cả giày thủy tinh cả, thế thì ngon rồi. Còn set đồ cho nam thì là sẽ không có bộ nào nha mọi người. Đây, và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với mục trợ thủ nào mọi người. Trợ thủ đã có được trợ thủ mèo mèo này và đang ở cấp 6 rồi nha anh em. Chúng ta sẽ vào mục skin trợ thủ coi. Arc này đã có được skin trợ thủ mèo mèo nha anh em. Ok, và mình sẽ trở về này, sẽ vào cái mục sưu tập coi. Đây anh em ơi, sưu tập thì ảnh nền đang có rất là nhiều ảnh để cho anh em có thể là thoải mái lựa chọn và thoải mái cài đặt làm ảnh nền luôn nha. Ngoài ra thì mình sẽ vào thử cái mục ảnh coi anh em ơi. Ảnh thì cũng có vô cùng là nhiều. Đây, và kẹo sẽ vào cái mục ba lô coi. Ba lô hiện tại đang có đó là 8 cái skin ba lô nha. Wow, cũng được nhỉ mọi người. Hòm sai hiện tại có 4 cái skin hòm sai nha anh em. Và mình sẽ vào thử cái mục dù cơ nào anh em. Dù thì cực kỳ là nhiều dù để cho anh em thoải mái lựa chọn lần này. Và mình sẽ vào thử cái mục bắn lướt này, có 5 cái skin bắn lướt cho anh em thay đổi nhá. Bây giờ kẹo sẽ vào cái mục vũ khí nha anh em. Đã có được M451 chiến binh mùa đông này, bây giờ có Scar đặc nhiệm này. Ngoài ra thì có VDS màu hồng này, VDS vệ binh ngân hà này, có cả thêm cái chảo này, đây là chảo răng cưa này, và sẽ có MP79 đặc nhiệm này, có Spark 12 Pharaoh này anh em ơi. Bây giờ thì có 3 cái skin lựu đạn cho anh em thay đổi nha. Kẹo sẽ vào cái mục phương tiện và chúng ta sẽ có đó là xe máy xe bốc này. Hành động thì có một vài cái hành động cơ bản. Và đây, cái áng này thì kẹo sẽ tặng luôn cho anh em nha. Thông tin đăng nhập thì mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả của video nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.